Đạo kính mến. Giờ đây thì quý vị đang nhìn trước màn ảnh của Văn Lắm đây. Thì hết sức là cái lượng khách đến nhà để lễ bái quá đông. Thì kính thưa quý vị. Dạ. Bữa nay có duyên dữ lắm, được đến đây dự lễ lần đầu tiên, cảm thấy là rất vui, rất phấn khởi. Ủa đâu mà đi lần đầu tiên? Dạ em cũng cũng miền quê xứ đạo mà cũng... Quá đông quý vị ơi, giờ này là giờ cao điểm ra lắm. Quá tràn rồi. Hàng triệu triệu con người ta từ đây ra ngoài đường kìa, quá tràn rồi kìa. Thưa quý vị, thì trong cái trang phục đoàn Cửu Long vô cùng hùng mạnh và lớn ha. Cho ngàn hổ thì còn chắc cỡ 300 nữa quá. Trời ơi. Vậy cái động lực gì nào mà hôm năm phục vụ hết mình vậy? Vậy đó hả? Thì lễ ông cố thì mình là hy sinh mà. Bốc gỏi nữa, cho nên cái món mít được cái những đồng đạo chúng ta bào chế ra những cái món ăn rất là ngon. Và hôm cái gỏi đồng đạo thôi cũng cầu chúc anh em tới đây ăn rồi phát tâm bồ đề tu hành cho tới ngày giải thoát sanh tử. Hơn mỗi năm đó. Mà ông cố này là nói ông có màu nhiệm dữ lắm luôn. Mà có cái tin tưởng là thiệt, cái là tin tưởng trong cái lòng mình. Quá đồng hơi gì. Chào. Những cái cô tiếp tân trong những cái trang phục vô cùng nổi ha. Thì tới viếng dinh ông cố mà cúng để mọi người chắc cũng muốn điều may mắn đến với mình. Về đặng ông cố độ tu hành tinh tấn thêm với bà con phát tâm quy y đồ thêm vậy đó. Dạ thành thử người ta là trong này là có đức cố quản Trần Văn Thành, thì nơi đây là nơi ông đã từng lập chiến công lừng lẫy. Ở đây là một cái điểm là di tích mà lịch sử của văn hóa, mà đây là cũng là một trong lịch sử của đạo. Dạ. Năm nào cũng làm hết. Là mỗi năm một trang phục hay gì hay là mỗi năm một trang phục. Dạ. Đó là cái đoạn khi mà tín ngưỡng tôn trọng các vị anh hùng đã hy sinh cứu nước, giữ nước để cho dân tộc chúng ta hưởng lợi ngày hôm nay. Đó là một niềm vinh hạnh lớn nhất mà Đức Thầy nói đừng chia lìa Bắc Tổ Nam Tông, chỉ biết giống Lạc Hồng Thượng Cổ. Lễ vô cùng là an lành và hạnh phúc. Vậy thì muốn được hạnh phúc thì chúng ta phải xuất phát từ đâu ạ? Chúng ta rồi sáng giờ ông Năm phục vụ làm sao để mình cập nhật cho bà con gần xa được nghe ông Năm ơi. Vậy đó hả? Cho ngàn hổ mì mà còn chắc cỡ 300 nữa quá. Dạ. Rồi rồi. Rồi vì cái động lực gì nào mà ông Năm phục vụ hết mình vậy? Vậy đó hả? Dạ. Thì lễ ông cố thì mình là hy sinh mà. Dạ. Hy sinh. Chỗ này đi giống đi. Và xin thưa quý vị, đã trở lại số video tiếp theo của anh em chúng tôi. Giờ đây chúng tôi đang có mặt tại Dinh Sơn Trung ở Bảy Thừa, ở tên gọi xưa. Giờ đây xin cập nhật cho quý vị được xem thông tin lễ tại Đức Cố Quảng. Lễ Đức Cố Quảng kỷ niệm lần thứ 151 năm ngày vắng mặt của Đức Cố, là một vị anh hùng dân tộc, để chúng ta học đòi theo gương hạnh của tiền nhân tổ phụ. Và ngài đã hy sinh vì tổ quốc, vì đạo pháp, đã đem xương trắng máu đào để điểm tô cho gian sang được sáng gì? Có nghĩa là điểm tô cho gian sang chúng ta được yên bình và vững vàng, người dân ở chúng ta ấm no và cuộc sống nó ổn định như ngày hôm nay. Rồi giờ này là giờ cao điểm quý vị ơi, ngạt ngừ ở trên rồi nè. Thưa quý vị, hiện tại anh em chúng tôi đang có mặt tại vào buổi sáng ngày 21, giờ này là giờ cao điểm, tập trung tất cả các bà con đồng đạo gần xa đều trở về nơi cứ điểm. Quý vị nhìn thấy cái lượng xe
Hải Hùng này chứ, hai bên liễn biên bài hết trơn. Thì quý vị thấy cái lượng xe mà phía trên những nhà giữ xe hết chỗ, phải xuống dưới ruộng đây để mở ra một cái khu vực để giữ xe cho bà con. Lễ dỗ của Đức Cố năm nay, Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay là ngày 21 tháng 2 niên Giáp Thìn, là ngày lễ của Đức Cố lần thứ 151, một vị anh hùng của dân tộc mà từ xưa tới nay ai cũng phải kính và mến cảm đức của ngài. Mà đến hàng năm tới ngày lễ của ngài thì toàn thể cô bác và đồng đạo tín đồ Phật giáo Hảo nói chung, là các là bà con có tánh nói riêng cũng đến dự lễ hết sức là đông đủ. Thật sự là hôm nay ngày 21 tôi thấy cảm nghĩ nó đông hơn hồi năm 2023. Sự hiện diện của quý bà con cô bác đến đây rất là đông. Tôi ước mong sao cô bác cũng đến đây rồi dự lễ, rồi chúng ta phải nhớ niệm Phật làm lành đặng bước sang năm tới. Quay ra ngoài chúng ta chúng ta tiếp tục cũng cổ động cho bà con đến đây để đông đủ càng ngày càng tốt hơn nữa. Tôi ước mong sao rằng các anh em YouTube quay để đưa lên cho thế giới và bà con để nghe được, biết được người Việt Nam tín ngưỡng tôn trọng các vị anh hùng đã hy sinh cứu nước, giữ nước để cho dân tộc chúng ta hưởng lộc ngày hôm nay. Đó là một niềm vinh hạnh lớn nhất mà Đức Thầy nói đừng chia lìa Bắc Tổ Nam Tông, chỉ biết giống Lạc Hồng Thượng Cổ. Và ngài có nói rằng cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng giới tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá cái lành. Thế hôm nay là chúng ta đi đây cũng tỏ ra là một người tín đồ Phật giáo Hảo và bà con đồng đạo đến đây để thể hiện một cái tinh thần đạo đức và con người. Người Việt Nam chúng ta rất yêu mến đạo. Thôi tôi cũng có đôi lời chia sẻ với cô bác và chú quý đồng đạo đến đây để xin tạm dừng nha. Bây giờ nói về cái sự tích của Đức Cố Phục và Phản đi, ngài có những cái đức hạnh trung hiếu vẹn toàn như thế nào? Không được, được. Dạ, để nữa ha. Sẽ làm khó chú thêm cái nữa rồi hãy trả tự do cho chú. Con xin hỏi lý do tại vì sao mà mỗi năm mỗi lễ lại tăng cái lượng khách đồng đạo tín đồ đến dự lễ càng ngày càng đông, đó là do cái động lực nào cho chú Năm? Do động lực là từ trước tới giờ Phật Thầy có nói thời gian nó vừa qua, hiện nay nó còn hiện thực tế. Mà Đức Thầy cũng có nói rồi, Đức Thầy đã nói là đừng chia lìa Bắc Tổ Nam Tông, chỉ biết giống Lạc Hồng Thượng Cổ. Cho nên cái ngày lễ của Đức Cố thì noi theo của Đức Quốc Sư Thích Ca Mâu Ni, noi theo cái Bửu Sơn Kỳ Hương chứ, nó lộn ha, Bửu Sơn Kỳ Hương của Đức Phật Thầy. Mà Đức Cố thì một đệ tử trung thành của Đức Phật Thầy Tây An chúng ta. Thế hôm nay Đức Phật Thầy Tây An đã tỏ ra là nói là sông tiền mỹ thiện thận bắt cầu, núi lắm núi cống quá lầu lộ giả gần đây. Thế cho nên những cái việc đó đã nó xảy ra rồi, nó có rồi, thì từ đây tới nó có hoài tiếp tục có nữa. Tôi cũng chia sẻ với cô bác và anh em đến đây thôi nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn đồng đạo rất nhiều nha. Trùng với Bắc Giới Thiên Bồng Nguyên Sói. Rồi, hân hạnh được biết chào đồng đạo nha. Dạ. Cảm ơn chú. Thưa quý vị, thì lại một ngày nữa thì đông nghẹt bà con thập phương trở về dự lễ. Trong không khí vô cùng náo nhiệt của buổi sáng ngày hôm nay, trong ngày mơ nữa là bước vào chánh lễ của lễ ông Cố. Thưa quý vị, thì câu nói nổi tiếng của lễ ông Cố là thà thua xuống láng xuống bưng, nếu ra đầu giặc là lỗi chân quân thần. Ngày nay thấy cái tiến độ của nó được đẩy mạnh hơn gấp 2 lần 3 lần nữa anh. Đúng rồi, thì càng ngày càng đến cái ngày chánh thì nó phải diễn biến sâu đậm hơn nữa đây. Từ những cái rau củ quả cho đến bà con đến dự lễ cũng như quý cô tiếp đãi hết sức là long trọng và đông đảo ha. Quý vị nhìn thấy nè. Thưa quý vị, Đức Thầy cho biết là hảo tâm bố thí sao ngọc tò được lên. Nhiều tiên cảnh lên gài, tội nhiều sa đọa nhiều ngày thảm thê. Hoặc giả là Đức Thầy nói là làm hết tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Vì vậy mà những người tín đồ Phật giáo Hảo khi đã quy theo giáo lý của Đức Thầy thì làm những cái công cuộc từ thiện, chẳng hạn như bắt cầu bồi lộ, chặt thuốc nam,
nấu cơm từ thiện và đãi những cái món ăn từ thiện vào những ngày đại lễ của các vị Phật thánh đều đến để phục vụ. Giờ đây thì quý vị đang thấy bà con phục vụ trong ngày đại lễ của Đức Cố Quảng đây. Vậy tại sao gọi là làm hết cái gì từ thiện anh? Có nghĩa là làm hết tất cả các việc từ thiện, có nghĩa là mình không chừa cái việc nào hết, dù việc đó nhỏ hay lớn mình cũng vẫn hợp tác. Và tại vì cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, cái việc làm thiện là cái việc để gieo nhân duyên lành với mọi người và tạo thêm một cái phước đức cho cái quả vị chúng ta sau này để được viên mãn. Rồi mình nói cô vài điều đi coi. Rồi chào cô làm mấy ngày rồi cô? 2 ngày. Thấy ngày hôm nay là thấy trong cái bầu không khí lễ của Đức Cố thấy sao cô? Đông cô? Đông dữ dàng luôn, đông dữ lắm luôn á. Như vậy là theo như lời xác định của cô thì lễ năm nay có thể là đông hơn mấy năm trước không cô? Năm ngoái không có đi, năm nay không thấy năm nay quá trời rồi, sáng sớm mà kẹt xe dữ dàng. Sáng sớm đi sớm lắm mà còn kẹt xe dữ dàng. Vô đây là ngồi đây là không được đi đó nghe, đi là mất chỗ. Rồi cô hai thấy sao con? Tôi đi nay 2 ngày rồi mà đi năm nay đông dữ lắm luôn. Đông lắm, mình không kịp luôn. Cô tiếp là 2 ngày nay hả? 2 ngày rồi, bữa nay 2 ngày rồi. Đi qua cũng ngồi tối ngày rồi bữa nay. Rồi cô nghĩ là gì cái động lực nào mà lại bà con làm từ thiện càng ngày càng mạnh vậy cô? Thì thấy ngày đông ai cũng xúm lại mình, bị mình bằng cho ông độ mà. Cũng như Đức Thầy nói làm hết việc từ thiện đó con. Dạ, dạ, đi bằng đi khỏe lắm. Bằng thấy khỏe lắm. Ở nhà. Ở nhà cũng mặn chứ có làm gì. Ở nhà cũng đâu có mặn gì đâu. Thì đi bằng đây cho ông độ cho mạnh khỏe. Đi bằng được là năm nào cũng phải đi đó. Vui, đi bằng vui á. Dạ vui. Vừa có phước mà vừa được vui vẻ. Gần tới là gặp mà mạnh hoài đó, gần tới cái gặp mạnh này mạnh kia em vui hết sức vui rồi, bởi chồng ghét đang đi đừng chồng ghét tới sáng đang đi, em đi mạnh là ngủ không được luôn. Được nghe mấy lời cô nói như vậy là chắc mấy cái cô khác ở nhà cũng nôn lắm rồi nha. Nhà nôn lắm. Người ta biết á thì người ta nôn, còn có người ta không hiểu. Mình rủ người ta không đi, có người rủ người ta không đi. Còn người ta biết gì là ta đơn ham đi lắm. Thế tụi tôi là bây giờ đi que ghét rồi nó quen rồi, tới là phải chồng tới nữa, chồng cho tới nữa. Chồng tới ghét đặng đi. Còn mấy người ta không biết là người ta không có nôn. Rồi vậy chúc mấy cô nhiều sức khỏe để phục vụ thêm. Chưa. Thưa quý vị thì mít là một món đặc sản của miền Tây Nam Bộ. Thì đối với người ăn chay mít Huynh thấy sao? Thì kính thưa với toàn thể chị quý vị du khách đồng đạo gần xa, thì cái món mít này thì theo như những người xã hội bình thường thì người ta chỉ đợi cho chín người ta dùng thôi. Nhưng mà đặc biệt đối với người ăn chay chúng ta có thể bào. Tiếp tục cuộc hành trình quá tải quá gì ơi. Người ta lượng không thể nào mà vô số tính đếm, quá tải rồi. Trong cái ngày lễ hôm nay quá tải ha. Đúng rồi đây. Thì mỗi năm thì mỗi đồng đạo lại đến. Dạ. Thấy lễ năm nay quá tải hả chú? Lễ năm nay rất là vui hơn mọi năm hết. Đông hơn hết. Rồi cái động lực nào mà đồng đạo đến đông vậy hả chú? Thì tới giếng dinh ông cố mà cúng để mọi người chắc cũng muốn điều may mắn đến với mình. Về đặng ông cố độ tu hành tinh tấn thêm với bà con phát tâm quy y rồi thêm vậy đó. Dạ, thành thử người ta đi rất là đông. Chú có thể biết sơ về những cái quyền bí mà của Đức Cố Quảng trước đây còn đang hoạt động đâu Đức không chú? Không có gành không. Có thể biết sơ, mình nói sơ cũng được. Không có gành không. Dạ. Rồi hàng năm đến với ngày lễ dỗ của Đức Cố chú đều đến đây lễ bái hả? Dạ có. Dạ. Đêm nào cũng có. Dạ. Mấy đệ ở đâu? Dạ đứa ở Đồng Tháp, đứa An Giang. Dạ. Chú ở đâu? Ở Ô Môn nữa, Cần Thơ. Dạ. Gần Úc Tấn. Những Cần Thơ là nhân tài không á? Cần Thơ với Đạo Phật. Được nổi tiếng trước đây. Đúng là rồi. Lò rèn luyện tu sĩ đó đây.
Rồi, chú có thể đôi lời cầu chúc đồng đạo đến dự lễ được không chú? Thôi, trước hết thì cũng cầu chúc cho quý đồng đạo xa gần, cũng đầu năm nay thì diễn lễ đến diễn lễ được dồi dào sức khỏe ha, vạn sự như ý, và lo tu hành tinh tấn đến thời kỳ viên mãn đến ngày Dự Hội Long Hoa. Mong trăm họ có nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Chốt mà chốt cầu 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 cuối chốt ha. Rồi cảm ơn chú ha. Dạ. Dạ. Chắc đi chung lại gì chú? Dạ. 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 Rồi cảm ơn cô ha. Thế kinh gì kinh gì ăn? Dạ. Chế tất cả những cái món khác chẳng hạn như là trong cái món ăn á, là nó lại là kho nè. Rồi đôi khi chuyên nữa, có nhiều người sắt ra họ bóp gỏi nữa, cho nên cái món mít được cái những đồng đạo chúng ta bào chế ra những cái món ăn rất là ngon. Và hôm nay thì lại đến ngày lễ của Đức Cố Quảng thì đồng đạo cũng đem cái món đó để trưng bày để đãi du khách đồng đạo chúng ta đến dự lễ, hết sức là long trọng. Quý vị nhìn thấy nè ha, quý cô chẳng đại cái sự mũ của mít. Bên nhìn cái máy cắt nè, ngọt xớt luôn ha. Quá khéo hả đệ. Đây kìa, nó ngọt xớt luôn hả. Hay ha. Đó là đồng đạo mình càng ngày càng phát triển ha. Chế ra những cái dụng cụ máy này cũng sắc mít ra nhiệt tình quá nè đệ. Mình có thể phỏng vấn bà chị chút xíu được không? Cho hỏi bà chị mình ở đâu, mình đến đây để mình làm công tác từ thiện này hả chị? Tiếp mấy ngày vậy chị? Mới có ngày nay à? Mới ngày nay ha. Nói lắm. Rồi mình đi theo đoàn ha, mình tự đi chị. Đi theo đoàn. Đoàn của mình tên gì vậy? Cái này không có tên. Cái đoàn em là đi mà nên đi không có tên gì chứ đội chân mít cái rồi à? Sao mà thấy lễ mấy năm gần đây lễ nào người ta cũng làm từ thiện quá nhiều là nguyên sao chứ chị? Dạ. Là cái đội chuyên mít lễ nào cũng chuyên hết trơn á. Dạ. Không, em hỏi là tức là do cái nguyên nhân nào mà mấy năm gần đây lễ người ta làm từ thiện quá nhiều hả chị? Thì bây giờ người ta biết tu người ta đi làm từ thiện nhiều. Dạ, cái động lực nào chị? Cái đó là cái động lực là do mình biết tạo, mình làm từ thiện nhiều mình đi giờ chứ em biết sao động lực gì nữa. Bây giờ nói về bản thân cá nhân của mình đi. Dạ. Giờ mình không có làm gì được, mình đi kiếm phước. Kiếm tiền cũng kiếm mà kiếm phước cũng kiếm nữa. Cái nhà cô làm gì? Nhà em hả? Làm nội trợ. Rồi vậy chúc cô nhiều sức khỏe để phục vụ cho bà con thêm. Rồi. Mình di chuyển ra ngoài trước ha anh Lâm. Hồi nãy giờ mà mình chưa đi được tới đâu hết trơn á. Tại vì cái lượng du khách quá đông mà. Cho nên mình phải chen chân nhau để đi ha đệ. Sự xác nhận của bà con ở nơi đây của lễ năm nhiều năm trước là năm nay thấy là nhiều hơn dữ lắm á. À đúng rồi. Qua cầu Hoàng Sen ha. Làm quy mô thôi chứ. Hình như là mấy cái lễ khác cái đoàn Cửu Long này đi cũng ít thôi, sao lễ này đoàn đi quá nhiều rồi. Theo như mình thấy đó ha. Ôi ôi chật luôn rồi, không sao không sao. Không sao không sao. Mà cụ chật ra gọi luôn kìa. Thiện Bến Tre kìa. Nó. Rồi. Quay giống mình đi. Nói đi. Thì vì vừa qua có một cô trong nhóm phái đoàn Cửu Long của chúng ta chợt té vì cái cầu trong cái buổi trưa hôm nay á, mọi người đi nhiều quá, chắc có lẽ là nó đã trơn nó bóng á, cho nên cô đi sơ ý á, bởi vì đầu hai tay thì phải vịn cái mâm để đội trên đầu. Mâm đó là lễ vật đến để cúng trong dinh của Đức Cố. Mang một cái tấm lòng thành gửi gắm đến Đức Cố. Vì vậy mà cô quên đi cái việc đi đứng của mình. Nhưng mà không sao, đứng lên ơi quý vị. Đi
À, kính thưa với toàn thể quý khán giả và chư quý đồng đạo gần xa thân mến ha. Thì giờ đây chúng tôi đang đứng trước cổng của Vinh Sơn Chung chứ. Giờ đây thì quý vị nhìn thấy hết sức là chật cứng ha. Đồng đạo và du khách đến vào dự lễ chen nhau để đi nè. Hết sức rồi. Quá đông quý vị ơi, giờ này là giờ cao điểm ra lắm. Quá chèn rồi. Hàng triệu triệu con người, người ta từ đây ra ngoài đường kìa. Quá chèn rồi kìa. Chúng tôi đang đứng ở góc độ này thì quý vị nhìn thấy đang trước cổng của Vinh Sơn Chung đây. Thì đây là gọi là trung tâm của cổng, gồm có bốn hướng. Quý vị nhìn thấy rõ rệt ha. Trước mắt quý vị đây là một hướng trái, và hướng đối diện lại là cây cầu và sau lưng. Và cái cổng đi vào gọi là bốn hướng đều là du khách hết sức là đông nha. Quý vị nhìn thấy nè ha. Quá đông hơi vậy. Chào. Những cái cô tiếp tân trong những cái trang phục vô cùng nổi ha. Xuống là mình đang nhiều yêu đen yêu lắm. Thì quý vị nhìn thấy lượng khách nãy giờ thì chúng này. Quá quý vị ơi. Ô, Trần Vinh, Trần Vinh. Chào quý vị. Cái sự đi lễ hôm nay cũng góp mặt của khuôn mặt của sư đệ mình đó ha. Nói chung là từ cái gì về đây đệ. Thưa quý vị, bên đây là bên chú bên tiếp tân với cái đội trang phục vô cùng đẹp ha. Dạ. Đặc biệt nhất là một màu hả đệ. Dạ. Thể hiện lên một cái trang phục của mình là thể hiện nguyên một cái đội mũ của mình. Chúng ta cũng có thể đi qua bên phía trái hả đệ. Nón tai bèo và khăn gằn là cái gì? Đó là cũng thể hiện lên một cái nét riêng của mình ở đây. Cái gì bài ca cô gái mở đường vậy đó. Đây quý vị quá đẹp mấy chú ơi. Đây là bên đội mũ của thư ký ha. Nhận những cái tài vật và của những vị mà phái đoàn đi vào để trình trước rồi mới vào để phía trong để cúng ha. Đây quý vị nhìn thấy đây. Bên tiếp tân của Vinh Đức Cố phải không chú? Dạ, tiếp tân bên quý tế đình. Năm nào mình cũng làm hết chú? Dạ. Năm nào mình cũng làm. Năm nào cũng làm hết. Là mỗi năm một trang phục hay gì hay là mỗi năm một trang phục? Dạ. Nghĩa là phái đoàn khi mà trước khi đi vào dinh cúng là phải đến đây trình cái hết. Dạ, tới đây trình. Dạ. Như cái trong cái trang phục này nhớ giống cái như là bộ đội của cô gái Việt Nam, cô gái vậy đó. Mâm chầu đưa lại trước. Không biết cái đó. Mâm chầu đi trước. Bây giờ cái mâm chầu này thì để cái này nó đúng không nè? Đúng rồi, để ngoài đó. Để cái mâm chầu này nè. Không, này có người thương cái gì? Chầu cao mới tới trà, mới tới bánh. Nguyễn Văn Lẩm ở Thoại Sơn, An Giang. Đoàn hành hương Nguyễn Văn Lẩm. Đệ tử hay lắm chứ. Đệ tử là Nguyễn Văn Lẩm không à? Được phái đoàn đến đây rồi trình trước khi đi vào để dinh để cúng ha. Thì phái đoàn, trưởng đoàn cũng hoạt động trong nhóm của mình, cũng bận trang phục, áo dài, khăn đóng để chúng ta vào dinh cúng cho nó có cái phần gọi là lịch sự. Quỳnh Úc ha, thì nhân vào cái ngày lễ của Đức Cố Quảng á, thì lần thứ 151 thì huynh đệ chúng tôi đi lễ cũng có gặp Quỳnh Úc á với bà cô đây. Thì Quỳnh Úc có thể cả nêu cái cảm nghĩ về buổi lễ hôm nay á, nhân vào cái lễ của Đức Cố Quảng luôn. Dạ. Thì thưa quý vị, thì hôm nay là vì cái tình thương chung và cái ngày lễ đạo, là trong này là có Đức Cố Quảng Trần Văn Thành. Thì nơi đây là nơi ông đã từng lập chiến công lừng lẫy. Ở đây là một cái điểm là di tích
mà lịch sử của văn hóa, mà đây là cũng là một trong lịch sử của đạo. Thành ra bà con chị em nào cái ngày để kỷ niệm là phải trở về, để một là chúng ta kính viếng, hai nữa là chiêm ngưỡng lại lịch sử. Cho nên Đức Thầy chỉ dạy là bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên, quốc gia mình giàu mình ta mới ấm. Cho nên ông Đức Cơ Quảng là từng chiến công lừng lẫy để giành lại một cái đất nước bình yên. Chẳng những gì thôi, nhưng mà ông đã rèn luyện binh lính trong cái thời kỳ chống Pháp thì thật là tuyệt vời. Cho nên vì một vị anh hùng đó, cho nên tôi chiêm ngưỡng và sẽ đi đến đây, một là để kính viếng, hai là để dự lễ cho nó được có phần long trọng hơn. Xin kính chào quý vị. Dạ, con hỏi thêm ý nhỏ nữa chú. Vậy đối với đàn hậu tấn hậu học của chúng ta noi gương theo Đức Cố là chúng ta phải thực hành như thế nào chú? Dạ, thực hành là phải bảo vệ đất nước. Một là bảo vệ đất nước, hai là phát triển đất nước. Còn về gia đình là phải phát triển kinh tế. Và cái thứ ba nữa là phải tu tập. Phải tu tập. Một là phải đền trả tứ ân. Thấy không? Thì nợ thế âu toan tròn nợ thế, đường tu sớm liệu vẹn đường tu. Mà nợ thế thì phải lo hoàn thành về tinh thần đạo nhân của Đức Thầy chỉ dạy. Nhưng mà là phải tiếp tục để đời đền đáp công ơn của Đức Thầy hoằng hóa chúng sanh trong cái thời kỳ này. Và mình tiếp tục là mình phải bảo vệ đất nước cho nó được bình yên. Vì cái người tu thì không có làm lạm dụng xã hội, cho nên vì vậy mà người tu là dứt pháp là phải nói là nó bình an. Thì nãy giờ chú đã nêu về cái cảm nghĩ buổi lễ, cộng thêm nói về cái cách hành đạo của cái người cư sĩ tại gia của chúng ta. Nhưng mà chú cũng có thể cho biết thêm một hai cái trận đấu, hay là một hai cái ghi một cái dấu ấn gì của Đức Cố ơi. Đây là chiêm ngưỡng gì thôi. Nói tới đây xin tạm dừng chứ nói nhiều quá, tìm hiểu nhiều quá. Tại chiến công Đức Cố thì rất là nhiều. Chiến công lừng lẫy, nói chung là lừng lẫy. Là ngày xưa khi mà Đức Cố cấm bốn con thẻ rồi, nó có nhiều cái chuyện kỳ tích, chứ không phải một. Cho nên mọi người đều chiêm ngưỡng về cái nói là tâm linh, thì đây là về kỳ tích của đạo. Còn riêng đời thì đây là một cái chiến công lừng lẫy. Vậy thôi, xin kính chúc hai đệ vui vẻ. Và kính chúc bà con xem YouTube thì cũng cố gắng ủng hộ hai đệ để rồi là phát huy được cái đạo đức giá trị và tìm hiểu được di tích mà mấy đệ đã đi đến đây để tìm hiểu. Công lao dữ lắm mới đi tới, rồi phải cực khổ phải tìm hiểu. Và xin chân thành cảm ơn Nam Mô Di Đà Phật. Đây cô, đây cô, tới cô đây. Ông già kỳ lão hồi xưa đó, ta biết rõ hơn, người ta nói nó rõ ràng hơn mình. Còn mình thì con sao đẻ muộn không có hiểu. Cho nên bây giờ mình chỉ chiêm ngưỡng Đức Cố và mình tín ngưỡng những vị anh hùng cứu quốc, rồi những cái vị đạo đức mà lâm thâm sâu đó, thành ra mình giếng mình đi vậy thôi. Đây là cái ngày lễ này là cũng như là cái ngày lễ chung của đạo mình đó, nói chung là chung của đạo mình đi. Thành ra mỗi người thì cũng quy tụ về đây hết, một trước là đi giếng, sau là mình cũng đi tham quan chỗ này chỗ kia để cho biết cái vùng Thất Sơn Bảy Núi của mình đó, nó có những cái di tích, rồi những cái anh hùng, rồi những cái người mà người ta, nhưng các vị mà đấng tiền bối rồi ta tu hành đắc đạo lâu năm rồi đó, mình đi giếng những cái nơi đó đó để về mình tu tập theo, rồi mình làm cho con cháu mình nó noi theo cái cuộc đời của mình, đang cho sống cuộc đời cho nó hạnh phúc vậy đó. Cô có thể cho biết cái động lực nào mà bà con đồng đạo chúng ta bỏ việc nhà đến để phục vụ trong ngày đại lễ, chẳng hạn như đãi cơm nước cho bánh mì, và bên cạnh đó thì đồng đạo lại đến lễ bái nhờ cái động lực nào vậy cô? Cái động lực nói chung là tất cả chúng ta là vì, trước nhất là vì cái tâm đạo, rồi vì cái nhớ cái ân tứ ân Đức và thầy dạy mình là phải đền trả tứ ân đó. Cái ân đất nước là trước là ân tổ tiên cha mẹ ha, cái đó là ân đất nước. Thì mình sống trong cái đất nước hòa bình, những cái vị này là những cái vị đã tạo dựng cái đất nước, gây dựng cái đất nước cho được hòa bình. Tới ngày nay thì mình thấy mình sống trong cái yên bình nè. Rồi, nhưng vậy? Mà trước nhất là phải có cái tâm hướng thượng nè. Mình mới đi được.
Chứ còn mỗi người mỗi việc, thành ra ai phải sắp xếp và phải có cái tâm lớn lắm mới đi tới đây được, chứ còn bình thường không tới được đâu. Rồi vậy kết thúc buổi trò chuyện của buổi sáng ngày hôm nay, vậy lời cuối cùng cô gửi cho đồng đạo gần xa mình một lời chúc trong ngày đại lễ đây cô. Vậy xin tôi cũng xin chúc tất cả sức khỏe của tất cả đồng đạo và mọi người trong nước và ngoài nước nha. Nếu có ai có đi dự lễ ở đây hoặc là ở nhà xem cái màn ảnh nhỏ cũng vậy, cũng phải được hạnh phúc vui vẻ, an vui an lạc trong cuộc sống nha. Rồi phải gắn chuyên cần tu tập nữa, chuyên cần tu tập nữa. Đang một ngày nào mình gặp thầy gặp Phật ở Long Hoa Đại Hội á, gặp tất cả đức cố là phải gặp rồi đó mình. Mình có tâm mình hướng là mình đã tới rồi đó. Rồi mà quan trọng cái ngày đó có gặp hai đứa con không? Gặp. Rồi thầy nói bây giờ tuy ngày nay xa cách sở tề, sau thầy tới gặp nhau Phật cảnh thì mình niệm mình chung đường hướng là mình phải về đó hết trơn luôn đó. Nếu đi chung là phải về hết, còn nếu không chung là không về nha. Rồi chị này cho biết cảm nghĩ luôn đó chị. Cái ngày lễ dỗ của đứa con hôm nay. Dạ, bữa nay là hôm nay là em có duyên vậy đó. Khoan, có thể cho xem mặt luôn đi. Dạ. Bữa nay có duyên vậy lắm, được đến đây dự lễ lần đầu tiên, cảm thấy là rất vui, rất phấn khởi. Ủa, ở đâu mà đi lần đầu tiên? Dạ, em cũng cũng miền quê xứ đạo mà cũng không có thời gian đi. Dạ. Đó giờ cô đi không, nó ở nhà giữ nhà. Dạ, bữa nay là có duyên vậy lắm mới được đến đây. Nhờ cái duyên đó là duyên như thế nào, mình có thể nói nhẹ nhẹ không? Dạ, cũng nhờ cha mẹ đồ có đạo, mình có đạo, có hướng đạo, rồi mình tâm đạo mình cũng có phát khởi lên. Dạ, mình mới có dịp đến đây. Ai mà có tâm đạo phát khởi lên là sớm muộn gì cũng phải tới đây rồi. Dạ. Rồi, vậy cảm ơn chị ha. Rồi, chúc đại gia đình mình vui vẻ ha. Dạ. Thưa quý vị, đây là cầu cũng mang tên một ý nghĩa, đó là cầu Gia Nghị, tức là binh Gia Nghị của Đức Cố ngày xưa đóng quân tại nơi đây. Binh Gia Nghị là được thành lập mang cái tên của binh của Đức Cố. Giờ đây thì quý vị khi mà muốn đi ngang qua bên chỗ này thì quý vị phải đi ngang qua một cây cầu. Và cây cầu này được quý chú làm cũng khá là chắc chắn ha, hàn bằng sắt, vô cùng là kỹ lưỡng. Phái đoàn xa xa trước mặt quý vị nhìn thấy đây đang cúng đây trước mộ của bà cố. Thưa quý vị, thì trong cái trang phục đoàn Cửu Long vô cùng hùng mạnh và lớn ha. Vô cùng nổi quá ha. Trong cái màu sắc rực rỡ. Cửu Long là chính rồng. Đúng chắc rồi. Là ở miền Tây Nam Bộ này quá. Thì nói chung ra thì mỗi một phái đoàn đều lấy một cái tên riêng của họ để đặt, để cho làm cho khí thế thêm một cái đoàn của mình. Nhưng mà đặc biệt nhất là trong cái nhóm máu đỏ luôn, hết sức là lịch sự hay đây. Năm hoặc 20 năm mà ta chưa từng ăn cơm á, ăn rau củ thôi. Dạ. Có em bé đó nó 7-8 tuổi là chưa ăn hộp cơm hộp gạo nào hết á, ăn qua quả trái cây thôi. Có những người 5 năm, 10 năm hoặc 7 năm, 15 năm là chưa từng ăn hộp cơm đó. Nhưng mà vẫn mạnh khỏe bình thường nè. Vậy là phái đoàn mình cũng có người ăn chay, người ăn mặn ha. Dạ, đúng, có những người ăn chay ăn mặn, mà những người không ăn hạt cơm, ăn chỉ bắp rau khoai củ thôi. Quá đẹp ha. Cô đến từ đâu cô? Tiền Giang. Chưa lên. Đúng rồi, tới đây, dài tới đây.
Quá. Quá đẹp mấy cô ơi. Ai sức ngày chàng một đẹp quá ha đệ. Cô này mấy mọi người? 70. Cô 70. Cô 70 quá đệ. Dạ, đẹp rồi, đẹp rồi. 75. 77 mấy đây. 77 mấy. Ôi, cô Phật cũng lên cho đi. Quán không có vô con. Vậy đó, mình hẹn lại năm sau mình gặp lại nữa. Đúng rồi. Tới luôn, tới luôn. Ôi, bà cụ nè. Con cụ này nó giữ nè, cụ nó giữ nè. Chào. Lên thành cho nó vui. Đây, chào quý cô hết ha. Công an nó cận ra đâu giờ được rồi. Đây, chào quý vị. Trời ơi, cảnh này quay nhức nhối thiệt chứ. Quá đẹp quý vị ơi. Thưa quý vị, nhìn thấy màu vàng và màu đỏ kết hợp với nhau nó nổi quá. Hai bên ha, đặc biệt là đi vào hai bên luôn, bên đây nữa nè, bên trái và bên phải mới đi gặp nhau một cây cầu rồi đi qua bên kia. Thưa quý vị, 2, 4, 6, 8 nhìn cái tháp vô cùng uy nghiêm giữa cánh đồng tại vùng Bảy Thừa Láng Linh ở đây. Lại mọc lên giữa đồng, lại mọc lên một cái dinh hết sức là ý nghĩa và linh thiêng như thế này. Qua đây nè cô, qua đây cô chụp cho cô ơi. Ở đây là bàn hương án để cầu quốc thớ dân an cho nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa và nhà nhà an cư lược lạc nghiệp. Đây là những tâm tư nguyện vọng mà người tín đồ đang gửi gắm nhân ngày đại lễ của ông cố vắng mặt. Thì kính thưa quý vị, kính thưa với toàn thể quý thính giả và chư quý đồng đạo kính mến. Giờ đây thì quý vị đang nhìn trước màn ảnh của Quan Lắm đây. Thì hết sức là cái lượng khách đến nhà để lễ bái quá đông. Thì kính thưa quý vị, để trở lại với hai câu giảng trên để rồi bình luận theo cái sự hiểu biết của mình. Đó là hai câu giảng của Đức Thầy như sau: là tử vì nước còn ghi lên miếu, thác vì đời thanh sử danh bia. Thì kính thưa quý vị, thì với một cái tầm hiểu biết của em cháu qua hai câu giảng trên, thì tử vì nước còn ghi lên miếu. Tử vì nước là gì quý vị? Tức là những vị anh hùng đã có cái công để rồi gìn giữ đất nước, bảo vệ cho đất nước, chống lại những cái giặc ngoại bang xâm lược, rồi cuối cùng phải thất thủ và phải tử trước chiến trận. Vì vậy gọi là tử vì nước còn ghi miếu. Chẳng hạn như cụ Nguyễn Trung Trực nè, hay Đức Cố Quản Trần Văn Thành, đó là những cái vị mà đã hy sinh xương trắng máu đào để gìn giữ lại bờ cõi yên cương cho chúng ta sống trong ngày hôm nay, gọi là tử vì nước. Ghi linh miếu. Ghi linh miếu là gì? Tức là ghi vào những cái sách sử, những cái bia đá thờ được trước cái nhà dân miếu. Thì căn cứ vào cái chỗ gọi là ghi linh miếu á, thì căn cứ trong cái bộ danh nhân từ điển á, thì có một cái câu chuyện như sau. Tức là vào cái đời của nhà Lê, tức là Lê Thánh Tông đó, thì một cái vị vua này đặc biệt quá gì, khi mà những vị nào mà thi đậu đỗ đạt tới trạng nguyên rồi đó, thì ông cho người khắc cái tên họ của cái người đó vào một cái bia danh, và ông được đặt trước sân của cái nhà dân miếu để làm một cái kỷ niệm của cái vị đã đỗ đạt thành danh đó, gọi là bia danh. Vậy bia danh tức là gì? Tức là ghi những cái tên tuổi, những cái danh phận của cái người đó đã đỗ đạt được một cái chức vụ, chẳng hạn như trạng nguyên chẳng hạn, gọi là bia danh, gọi là tử vì nước còn ghi lên miếu. Rồi bây giờ chút nữa mình bàn thêm ý nữa ha. Giờ đây mời quý vị tiếp tục chương trình cập nhật phục vụ từ thiện cho bà con. Chút nữa anh Lắm sẽ trở lại với sự lợi hại hơn nữa. Trở lại sẽ lợi hại hơn nữa, sẽ nói thêm một ý nữa vô cùng sâu sắc, mời quý vị đón xem ha. Vậy mời quý vị có gì thì chúng ta hãy bình luận ở dưới nội dung của video để cho anh em chúng tôi để kiểm duyệt xem xét nữa ha. Đúng rồi, với có nhiều phần nào mà nó chưa đúng á, anh em nên cứ mạnh dạn bình luận để anh em chúng tôi đóng góp cho cái cuộc quy giới sắp tới sẽ được thành công ha. Thấy trong đội ngũ của tổ đại nước huyện Tháp Mười những trang phục vô cùng là đẹp ha. Thể hiện một cái nét đạo vô cùng là đậm sắc ha đề. Thì quý vị nhìn thấy đây, quý cô cũng hết sức là tích cực về vấn đề đại nước ha. Thì ở đây thì mình thấy một là nước sâm hột é, và bên đây
là cái nước gì đây? Nó chanh hả? Cái này gì không biết luôn. Cảm giác hả cô? Cô đến từ đâu? Cô đến từ đâu cô? Tháp 10, đội ngũ của mình đến đông không cô? Cũng mười mấy người á cháu. Rồi mình phục vụ mấy ngày rồi cô? Hôm qua với ngày hôm nay, với lại ngày mai nữa là xong đó. Rồi đội ngũ mình phục vụ là lễ nào mình cũng đến hay sao cô? Hỏi năm nào mình cũng về đây không vô nhà, nếu có lễ là năm nào. Quý quá ha cô. Hình như cô này mình có gặp ở... Là năm rồi, còn cô là lần đầu tiên. Mấy cháu uống đi, mình uống có gặp đi, nước cam giác đi. Lễ của Đức Cô Quảng hay gì nè? Quên á. Lễ Đức Cô Quảng là đây nè, trên đâu nữa? Của Đức Phật Thầy Tăng. Thưa quý vị, thì ông cố vắng mặt vào ngày giờ nào thì sách sử cũng có chép lại vào ngày 22 tháng 2 năm 1873. Thì xong sử sách chép lại thì trong cái đồn mà bảy thưa là ở nơi đây thì rất là nhiều đương sậy, thì ông mới cho mở lò rèn và đúc vũ khí ở nơi đây để tấn công giặc Pháp, và sau đó thì lực lượng của Pháp rất là mạnh nên ông đã bị thất thủ và giặc Pháp đã bao vây. Thì tương truyền lại thì ông Sáu Năm Chăn đã dẹt đường cho ông cố để mà vắng mặt luôn từ đó, và chính vì cái ơn nghĩa đã kháng Pháp và đã có công vì tổ quốc, vì đạo Pháp, đó cho nên hàng triệu trái tim của người con dân Việt Nam cũng như là người miền Tây, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn hướng về ngày đại lễ của Đức Cố để tưởng nhớ một vị anh hùng dân tộc mà Đức Thầy cho biết là tử vì nước còn ghi lên miếu, tác vì đời thanh sử danh bia. Và chúng ta hiểu thêm cái nội dung này như thế nào nữa thì mà anh Lắm chia sẻ sương sương cho bà con biết. Thì kính thưa với toàn thể quý thính giả và chư quý đồng đạo gần xa thân mến, thì qua hai câu giảng của Đức Thầy là tử vì nước còn ghi lên miếu, thác vì đời thanh sử danh bia, thì kính thưa quý vị, qua hai câu giảng trên của Đức Thầy thì theo sự hiểu biết của chúng tôi như thế này: tử vì nước có nghĩa là chỉ cho những cái vị anh hùng đã hy sinh cho đất nước, gìn giữ lại biên cương bờ cõi cho chúng ta sống được một cái bờ đời bình an như hiện nay chúng ta đang sống đây. Có nghĩa là những vị đó đã hy sinh để gìn giữ lại cho giang sơn đất nước thì gọi là tử vì nước, có nghĩa là hy sinh hết đời mình, bỏ cái thân xác để bảo vệ, thì đó là những cái vị đã hy sinh được gọi là liệt vào tử vào nước, chẳng hạn như là Đức Cố Quảng hay là khoan bây giờ ngưng tại đây đó cho lại ba lại, tại ông sống mà ông cọp ông rước ông mà ông đâu có ông có dân thành trong rừng như tịch Đức Phật Thầy Tây An ông thoát thân khi trận chiến của bãi thừa này đã xong thì ông thoát thân cọp rước ông về bãi núi ông tu luyện ông còn dạ, có cái sự nào nữa không mà hồi đó giờ con chưa nghe, cô sẵn kể cho con nghe luôn cô. Thì chị biết có nhiều thì chị kể nhiều rồi chứ không biết nữa. Thì theo cô Hầu Hương trong đây thì thấy cái sự mà nguyện giái của bà con là ông cố có độ quá lắm lên tôi kể chú nghe. Lo mà Hầu Hương đâu có vô được đâu, cái đi vô trong cái không có thẻ người ta đuổi ra, cái đi ra huyện giấy đây ngoài này nè, có con Hầu Hương hồi này mà con tới đây không có cái thẻ con vô, hôm nay em cho con vô dự lễ ông đi, em có giấy rồi vô đi te vô không ai hỏi chơi mà vô chồng có người bắt giấy cho mình ngồi luôn vậy luôn đó. Rồi còn cái tích nữa đem cao lại đây cúng mà ông cố mà mấy mâm cao nghe cúng vừa rồi chút xíu vậy mấy ông bỏ vô thùng rác trơn, cái bắt đầu cái muốn khóc luôn vậy đó, cấm mà tới 11 giờ khuya luôn mà cấm cao mà cấm dĩa đó. Cái bắt đầu cái nói thôi ông cố ơi, có cái lòng mà đem tới đây cúng mà xong như vậy rồi mà mấy ổng cũng như nhiều quá đi, rồi mấy ổng cũng bông mà mấy ổng đổ ổng bỏ hoàng bên vậy mà thỉnh về 3 năm còn tư sanh cao mình nó 3 năm luôn, cao nó cái cao này mà 3 năm luôn, 3 năm chẳng còn đẹp luôn, là hiện tại là tôi cấm mà tôi đem đây tôi dưng tôi cúng bỏ rồi mà tôi thỉnh lại tôi giái ông cố, cố ơi con có lòng tới đây mà nếu mà con có duyên thôi cho ông cho con thỉnh lại một trái đặng con đem về cung dân cúng cụ quyền trăm họ ông bà, rồi đem về để quyền ông bà mà 3 năm trời chẳng còn nguyên luôn ông cố này đó.
có cái màu nhiệm dữ dằn luôn. Là tôi là chỉ là tôi là hai chuyến đó là tôi thấy là rõ ràng là vậy. Là ngoài hai cái việc mà linh ứng như vậy đó, cô còn có cái câu chuyện nào nữa không để chia sẻ cho đồng đạo? Tại vì mình biết không, mình cái đó là sự thật của mình biết thì mình nói thôi, còn của ngoài mình không dám nói. Ai làm gì làm mà ai thấy sao thì nói vậy. Còn cái lòng của mình mà thấy ông cố mà đối thấy như mình mà màu nhiệm vậy là mình sự là mình tin cái là màu nhiệm dữ dằn luôn. Vì cái sự màu nhiệm đó mà hàng năm cô phải bỏ việc nhà đến đây để mình phục vụ phải không cô? Tôi đâu có ở nhà tôi là ở mà Định Mỹ, Thụy Sơn, An Giang. Mà tôi mà ở trên Đồng Nai, chính con mặn đi lên chển mà tới lễ ông phải về đó. Tới lễ là phải về đây là dự lễ đó. Ông có màu nhiệm vậy lắm. Vậy cô thấy lượng khách năm nay đông hơn mỗi năm không? Đông hơn mỗi năm. Dạ, đông hơn mỗi năm nhiều. Dạ, dạ. Hôm nay đông hơn mỗi năm đó. Mà ông cố này là nói ông có màu nhiệm dữ lắm luôn. Mà có cái tin tưởng là thiện, cái là tin tưởng trong cái lòng mình. Tôi nói tôi đi vô rồi ha. Cái mấy ông kia đuổi ra đâu có cho ra, đâu có thẻ đâu có cho vô được. Đi ra rồi đàng hoàng cái đốt nhang giấy ông cố đây. Tự lên đi te vô. Không ai hỏi hết trơn. Te vô người ta có ghế cho mình ngồi luôn. Vậy tối này tối có... nay nè, tối này giữ lễ hả? Làm lễ rửa kiếm hả? Tối này rửa kiếm nè. Trời, tôi có vút kiếm vút đồ hết trơn. Vậy sao? Có vút kiếm mà ông vút cái xác của ông ấy, cái gương của ông ấy đó. Tôi có hết trơn luôn. Dạ. Yeah. Còn mấy năm rồi, kiếm luôn. Còn nghe nói cái cây kiếm của ông á, hai cây mà một cây nóng cây lạnh có không cô? Thì cái đó dắt đó cũng như mà người ta đưa ngang đó rồi mình tự anh vút lên. Chứ mình không có vụ mà lạnh đấy đó là mình không có biết không, được. Không dám cờ được. Không, trong cái đó mới có quyền để đụng tới. Không, mình vẫn đụng được. Tại vì mấy ông đi phát đó, nó cho mình đụng hết. Vậy đấy hả? Là mình vuốt lên hết trơn mà dắt mình vuốt mình đâu có đi tới nóng cái lạnh cái đó là mình hiện không có. Hiện tại cô có vuốt cô để ý thử. Có để nếu điều này miễn có thì vuốt thử coi đi coi sao. Để thử có gì tiết lộ cho mấy con nghe. Rồi cô nhân vào cái ngày lễ dỗ hôm nay du khách đến đông như thế này lễ bái đó. Cô có đòi lời gì chúc cho đồng đạo đến dự lễ à? Cô nói có đòi lời chúc cho đồng đạo đến dự lễ à? Thì chúc cho chị đồng đạo đó tới dự lễ đây là ông cố và cố độ cho bá tánh vạn dân từ tâm bạc ái giải thoát mê ly, cầu cho quốc thế dân an mưa thuận gió hòa, nhà nhà được ấm no hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Tiếp tục ở nơi đây quá chèn rồi quý vị ơi. Thì quý vị nhìn thấy quý cô hết sức là tích cực trong cái vấn đề gọt rau ha. Thì tất cả những công tác từ thiện phục vụ trong ngày đại lễ thì bà con của chúng ta phải gom hết những cái tài năng, những cái sức lao động của mình để phục vụ cho đại lễ thật tốt. Một cái lò này nấu gì chú? Cơm. Cơm hả? Cơm giờ hấp bằng lò vậy luôn ha. Hấp bằng lò mới chín nha chú. Tiếng. Là mình hấp một lần được mấy xửng lần. Cái này hết tới một bao gạo lại 600 ngàn. Làm từ thiện cũng hiện đại quá chú. Là hấp cơm ha. Cái này có bằng điện hoàn toàn hả chú? Không có xài củi mà. Chứ sao? Nấu củi chưa nó bắn hơi qua đây nè. Ủa, vậy đó hả? Khi ngồi muốn mau chín chậm chín về gomine bên đây mình mở nè. Bắn hơi ra. Vậy là nó bằng củi bắn hơi qua hả? Bắn hơi qua. Khi nào mình muốn dở thì mình phá này cái nó. Rồi cái lò này mình mua lâu chưa? Cái này anh em Hùng lời đó 36 triệu. Làm hai cái lận. Mắc dữ hả? Tay này bằng inox không à? Vậy là năm nào chú cũng đi lại đãi chưa hả? Đãi mười mấy năm rồi. Rồi đâu con hỏi thử xác định của năm nay coi thấy đông hơn những năm trước không chú? Đông hơn năm rồi. Rồi chú thấy cái sự mà đồng đạo du khách đến đông như vậy đó, với cái sự đãi của chú nó hết sức là cực vậy, chú cảm thấy sao? Vui. Rồi, bà con đi đông mình vui. Rồi chú nhân vào ngày đại lễ hôm nay chú có đôi lời gì chú gọi đồng đạo? Thôi cũng cầu chúc anh em tới đây ăn rồi phát tâm bồ đề tu hành cho tới ngày giải thoát sinh tử. Cảm ơn chú. Quá đông bây giờ kẹt cứng hết trơn rồi.
đây cho cơm nữa nè, quá trời cho cơm à, múc không kịp luôn. Wow, múc không kịp đây. À, giờ cái điểm làm cho mấy cô phải ra dĩa không kịp luôn đệ ơi. Ai cái mấy cô quá lẹ, đúng chuyên nghiệp ha. Chuyên nghiệp vậy mà còn không kịp nó đệ ơi. Sáng giờ đẩy xuyên suốt luôn hả con? Xuyên suốt. À sáng này đẩy bún, bây giờ qua cơm. Rồi hồi nữa bánh xèo. Cái này bún hả? Sáng bún. Bún riêu. Bánh canh nè. Mấy giờ mình thức dậy mình làm được ăn không? 1 giờ thức dậy rồi. Ờ thì làm này phải từ thiện mà. Từ thiện phải cực khổ rồi. Chắc là chắc lễ năm nay chắc đông hơn. Đông hơn năm ngoái. Năm hơn hết bỏ rồi. Không có còn nữa, ta còn đắng nữa mình trụng nữa chị. Ừ. Vậy nhìn thấy cái lượng đồ ăn đồ cơm nè. Trời mà đi nó lâu. Đây quý vị, ngoài những cái thực phẩm ngon thì còn có mấy chú để làm tắt bạch ở bên trong nữa nè. Thưa quý vị, thì đúng là người thành công có lối đi riêng hết lắm. Tự nhiên ở ngoài người ta đông ì xèo, không đi đi vô đây chống lỏng. Mà không biết cho người ta cho đi không? Bởi vì mới có câu gọi là thiên đường có ngõ sao không đến, rồi địa ngục trần gian gì đó, vô ngõ mà lại có nhiều người đến. Tức là con đường từ thiện, con đường đi lên mà lại vắng que, còn địa ngục thì nó không có đường thì lại nhiều người đến. Ý nói là cái người tu thì ít mà người làm dữ làm hung thì nhiều. Với cái điều đó thì Đức Thầy chắc là cũng buồn ha. Đúng rồi, bởi vì Đức Thầy nói là thiên đường hữu lộ vắng que, ngục môn không cửa hay sao mà hè nhau đi. Quá khứ trong cái lượng khách trong cái buổi sáng của ngày 21 hôm nay quý vị nhìn thấy nè, hết sức là đông ha. Quá khứ đông ha. Quá đông rồi đệ. Thưa quý vị, giờ này là đi chỗ nào cũng nghẹt cứng người hết trơn á. Giờ biết đi đâu giờ. Ngoài những cái công tác cho cơm ra, bên cạnh chúng ta cũng có mấy anh em bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ha. Quý vị nhìn thấy bên phía trái nè, phục vụ. Đi quá chẹt, bây giờ đi không được luôn à. Đây tổ cho thuốc của chú Tư Đức. Tổ cho thuốc của chú Tư Đức, thuốc nam. Sao ngày hôm nay thấy tinh thần gì mà sao thấy ít nói chuyện vậy? Sáng giờ có ăn uống gì chưa? Ghi hình luôn cái dạ. Ghi hình luôn cái dạ. Dạ, để cũng biết rồi đó. À, chào xuống bên ha. Xin chào quý vị. Chào quý cộng đồng mình ha. Thì để cấp các ngành tìm các hạng mục tiếp tục chương trình lễ hội truyền thống lần thứ 151 năm ngày mất Đức Quảng Cơ Trần Văn Thành. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Trần Công Hùng, đại diện ban quản lý dinh Sơn Trung, thông qua báo cáo công tác tôn tạo, tu sửa, xây dựng dinh trong thời gian qua. Xin được trân trọng kính mời. Các vị lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, cùng tất cả bà con có mặt trong buổi lễ hôm nay, dinh Sơn Trung là một nơi thờ cúng và tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc Đức Quảng Cơ Trần Văn Thành và người đi đầu trong cuộc phong trào đấu tranh chống giặc ngoại xâm với cuộc khởi nghĩa Lẫy Lừng Đáng Linh bảy thưa trải qua bao năm lễ đây. Tuy nhiên thưa quý vị, thì cụ Đức Cố Nguyễn Trung Trực là một vị anh hùng dân tộc đã hy sinh vì đất nước, vì tổ quốc, vì đạo pháp. Và Đức Thầy cho biết là tử vì nước còn ghi linh miếu, thác vì đời, thanh sử danh bia. Rồi với cái nội dung của hai câu giảng này, Quỳnh hiểu như thế nào Quỳnh lắm? Tuy không thịt, tâm chân trật. Thì bên bên là bây giờ nè, bánh lên chơi đổi nực. Mãn châu chia sắc thịt thanh bay. Nói luôn đi chú. Nói luôn đi. Rồi biết nhiều nên nói nhiều. Biết nhiều hả? Trở về dinh Sơn Trung.
đứng ở ngoài sân mà lại luôn, chứ không thể nào vào trong chánh điện lại được vì lượng khách quá đông ha. Với những người đa phần thì quý cô chú lớn tuổi, cho nên vào phía trong cúng lễ bái thì sẽ bị mùi nhang, sẽ làm đi áp lực, cho nên sức khỏe không cho phép, cho nên phải đứng ngoài sân luôn. Gái trẻ cũng có thể đem dân đến phái đoàn đã đến để thôi. Giờ này trong bầu không khí quá đông quá vậy. Thôi giờ những phái đoàn đang dân hoa lễ cúng bái giếng. Phái đoàn các xã các nơi đều tập trung đem lễ vật đến để thứ nhất là cúng giếng, và hai là lễ bái đức cố nhân vào ngày giáng mặt của ngài lần thứ 151. Thì giờ đây quý vị đang thấy trước màn ảnh của hai anh em chúng tôi đây. Quá đông ha anh, nay coi như quá đông mà. Thưa quý vị, thì cái lượng khách thập phương đã đi vào trong dinh là cúng không sể luôn, phải đứng ở ngoài nguyện hương để dài dài vô. Quá khứ cái lượng khách quý vị nhìn thấy trên màn ảnh của Văn Lắm nè, hết sức là đông ha. Cũng khiếp thiệt chứ. Dạ. Chúng tôi đi đây đó hỏi 10 người, trả lời hết 10 người là năm nay đông hơn tất cả mọi năm. Đúng rồi, đúng rồi. Thì được biết qua những cái lời phát biểu của quý chú làm từ thiện thì hàng năm đều đến đây phục vụ á. Thì nói rằng là năm nay sẽ đông hơn gấp bội lần mọi năm. Và cái sự vất vả của quý chú lại giờ đây quý vị thấy lượng khách từ ở bên Vinh đi qua bên cái phần mộ của bà cố để lễ bái nè, và phía sau lại là có một cái tùng chính tháp, thì bà con lũ lượt nhau đi qua cầu hết sức là đông. Quý vị nhìn thấy nè ha, thì mỗi người đều thể hiện lên một khuôn mặt hiền từ nhân vào ngày lễ vắng mặt của đức cố. Ai cũng có một khuôn mặt vui tươi phấn khởi, hình như đã hưởng được mùi lễ vô cùng là an lành và hạnh phúc. Vậy thì muốn được hạnh phúc thì chúng ta phải xuất phát từ đâu anh? Chúng ta muốn được hạnh phúc trọn vẹn thì đầu tiên chúng ta phải hy sinh cả vật chất và tinh thần để chúng ta phục vụ cho đạo và đời được no ấm và bình yên. Thì cái hạnh phúc cho mọi người chính là hạnh phúc cho bản thân và cho chúng ta đây, cho nên đó gọi là hạnh phúc trọn vẹn đó đệ. Mà cậu hai thanh sĩ cho biết là lo quần chúng là tình tiên Phật, lo cho mình là chắc phàm phu. Xa xa nhìn thấy những bà con đi cái đường nè, nhưng mà đặc biệt là quý vị nhìn thấy hết sức là đông ha, chật cứng nhau một cái đoạn đường luôn nè đây. Cái này cầm cẩn thận nha, làm cái tổng cái là gọi đó. Ở trên đó thì mọi người đông mà dưới sông á lại có ga chật cứng. Ở trên thì người đông mà dưới sông dằn quá ha đây. Dưới sông thì ghe đang đậu nhau thành một đoàn nè, thì nhìn thấy đó ha. Đây là cái cổng Đông Môn của dinh Sơn Trung, nơi thờ tự của Đức Cố Quản Trần Quang Thành lần thứ 151. Hết sức là nhiều cái khuôn mặt, nhiều một cái tà áo đang thể hiện rõ rệt trong cái ngày vắng mặt của ông. Và các tỉnh cũng không phụ lòng chăm họ, và đoàn Cửu Long hôm nay cũng được hân hạnh về nơi đức cố này mà được mấy chú cho lên. Tôi cũng xin gửi lời toàn quốc anh chị em ở nước ngoài
nếu mà có ủng hộ cho đoàn Cửu Long để đoàn Cửu Long có tinh thần tiến lên tiến nữa và đau lưng hiệp lực để lo cho trăm họ thần dân, đại diện cho tổ tiên ông bà từ Bắc Trung Nam ba miền. Và cũng tạ ơn hết các vị YouTube này đã không phụ lòng và giúp đỡ cho trăm họ thần dân ngày hôm nay. Tôi được trở về hôm nay được quý vị đây là tôi rất mừng. Cầu nguyện cho quốc thế dân an, trăm họ thái bình, nhà nhà an lạc cả năm châu, sau này quy tụ về nước Việt Nam chúng ta là tổ tiên ông bà là quốc tổ Hùng Vương tại ở Phú Thọ Hà Nội và Gia Lạc Long Mẹo Cơ. Và hôm nay cũng trở về miền Tây xây dựng đây để cho con cháu trăm họ để nhớ tổ tiên ông bà đời đời. Thưa quý vị, đây là tổ bánh xèo quay vòng tròn luôn nè. Cầu này là ngạt cứng hết trơn rồi. Ai đi khỏe không bà hai? Khỏe. Đi khỏe không? Khỏe. Ở đâu tới lần? Ở dưới quên rồi. Ở Tàu. Ơi, quên mình mà quên luôn. Quên. Quên đi cái quê hương xứ sở của mình luôn hả bà hai? Chị ba cho mình đi đây nè cho chị ba biết hôm nay làm khác nữa rồi đó chị. Mình đi bằng gì? Phương tiện bằng gì bà hai? Người ta bao xe, người ta vũ nhau đó chú. Vũ nhau ha. Vũ nhau, mình vậy? Đi ra đó, đó mình đi xem đâu. Năm nay quá đông hả bà hai? Dạ đó, mở trời chú ơi, hồi xuống trình Phúc uống được rồi. Đang ăn rồi. Chào hết mấy cô nè. Dạ, đi lại vui vẻ mấy cô. Chào mấy cô, hello. Dạ. Dạ. Ở đây. Kính thưa quý vị, thì lượng khách của năm nay thì đi chỗ nào cũng có khách ly chân tới hết quý vị. Và chúng tôi review lễ từ sáng giờ cũng đã hỏi thăm hỏi với chú quý cô trong những cái vị mà đãi nước, đãi cơm rồi đó. Thì cho biết rằng năm nay sẽ lượng khách đông hơn năm rồi, gấp 2-3 lần gì đó. Thì quý vị nhìn thấy lượng khách thì nãy giờ anh em chúng tôi ghi hình thì quý vị cũng đã thấy rồi đó. Hết sức là đông ha. Quên nhớ cái câu gì của Đức Cố vô cùng nổi tiếng là thà thua hả? Cái câu đó Quỳnh nhớ không gành cho đây. Thà thua xuống lá xuống bưng nếu ra đầu giật là lỗi chân quân thần. Hết sức hay ha. Một cái câu của một cái vị tướng ha. Hết sức là hay. Để lại chúng ta vẫn còn ghi nhớ ha. Thưa quý vị, thì trong những cái trang phục truyền thống để trước làm lễ ông cố thì vô cùng là tuyệt đẹp ha. Áo dài và cái gì kêu bằng áo dài với áo dài bông ha. Áo dài khăn đóng ha. Áo dài khăn đóng trong cái trang phục của cái người Việt Nam dân tộc của chúng ta ngàn đời ha, vẫn còn lưu giữ. Và những cái dấu ấn đó lại được thể hiện trên những gương mặt của cô, những cô gái trẻ và những anh chàng trai trẻ phục vụ trong ngày lễ giấc mặt của cụ. Giờ đây quý vị nhìn thấy đây. Thưa quý vị, đây là cái một cái biểu tượng hình đầu rồng mà ngậm ngà voi. Ngà voi là tượng trưng cho sự mà anh hùng khí thế dân tộc á, là tức là bà chân chắc chân nữ dương để mà cỡ voi để đánh giặc á, thể hiện là một sự anh hùng bất khuất. Còn hai con rồng là sự biểu hiện cho sự sức mạnh và cũng như là sự trường tồn của nước Việt Nam của chúng ta, là mang hình có Lạc Long Quân là con rồng. Cháu gì? Cháu Tuyền. Cháu Tuyền. Tức là chỉ cho cái nguồn gốc của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nghe ông Sáu trong dinh bàn này kể thôi. Ta biết á. Nguồn gốc và lịch sử thì chúng ta nên cập nhật những cái ngày lễ như thế này. Chúng ta cũng có thể kể hoặc giả là chúng ta cũng có thể nói lên cho du khách và đồng đạo chúng ta ở phương xa mà không đến dự lễ được á, có cơ hội để biết về lịch sử cũng như nguồn gốc và một cái điểm đó nó có một ý nghĩa như thế nào.